Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái shop 100 yên ở bên Nhật. Đổi ra tiền Việt Nam mình 100 yên Nhật thì tương đương độ khoảng 20.000 đồng. Và sau đây mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một số món. Hầu hết tất cả là đều 20.000 là một món hàng nha. Cứ 20.000 là một món.